Đây đi, mình thử nướng cá nha các bạn ơi. Đó, đây ông anh rể của mình đây. Đó, mình nướng cá nè, cá bự quá rồi. Nhắc bếp lên lên dĩa rồi mà giờ bị bể đuôi không có bỏ xuống được. Thôi, mời cả nhà vô xem mình ăn nha. Rồi, vô anh. Rồi, tắt rồi, tắt bếp rồi. Cá bự quá. Đây nha các bạn. Đó, con cá lóc. Cá lóc đồng nha, dưới sông lên đóng cái cửa nhà kia lại đó nè. Bây giờ các bạn con cá này quá bự luôn nè. Đó, ông anh rể mình nè, bữa nay thì mình thử anh để mình ảnh quay đãi mình món YouTube cá luôn. Quay lên YouTube luôn. Lập xuống sông vậy nè. Đó, đây là anh rể nè, đó chùm 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 cá nè, chùm chùm làm cá nè. Chào bạn đó, bà chị ruột nè. Chào chị ơi, bye bye. Xin chào các bạn. Đó, chào các bạn. Đó, lâu ngày anh rể lên, anh rể đẩy cá nha. Con cá lóc quá bự luôn nè. Trời, con cá gì mà nó bự quá. Cái dĩa bốn tấc này nha các bạn, dĩa bốn tấc mà nó cái dĩa bốn tấc mà nó còn dư hàng cá hoài không nè. Cá này bao nhiêu lạng anh? Chứ mấy hàm ăn hấp uống quá, nướng gấp quá nè, nướng gấp quá cháy chừng bây giờ. Đó rồi, có chở bạn nha, mình chuẩn bị mình với ông anh rể mình giúp cái gì rồi lột bây cho lột cái vỏ ngoài ra nhìn thấy thèm mấy bạn. Ngại quá. Đó, con cá dài 2 gang không, con ký mấy thôi đó, quá đã, ngon 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 dứt cái ơi vô rồi. Rồi mình chia sẻ con cá bự vậy thôi nha, đó giờ mình mới thấy con cá lóc 1 ký mấy, gần 2 ký nè, dài 2 gang luôn nè, con cá lóc nha. Bye bye các bạn nha, bye bye.